nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới, theo phương châm nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện việc ứng xử văn minh văn hóa trong phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện, không chở quá số người quy định, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá cước, không tăng giá cước trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Các bến xe, bến tàu phải đảm bảo đủ các phương tiện để phục vụ hành khách an toàn, nhanh chóng, không để ứ động tại bến, đồng thời phải bố trí phương tiện dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ các phương tiện bị sự cố kỹ thuật, giải tỏa sự cố tai nạn phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị ngành chức năng tạm giữ nhằm đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn hành vi đua xe trái phép.